mấy cái đồ cũ này tôi bán ok lắm đó. Ví dụ như là cái này cũng ok, nó cũng nóng đó, mặc dù là đang xài thôi nhưng mà thấy được là bán luôn đó. Nè mấy cái này cũng được đấy, bình chữa cháy này cũng còn nguyên nè. À, thấy rồi, cũng được. Anh hoặc là hả, tôi lấy cái này luôn, chốt này luôn hả? Chốt rồi, ok, để kiểm tra. Khỏi, tôi thấy còn xài được ok lắm, khỏi cần kiểm tra nữa. Ủa thiệt hả? Mua luôn. Nhưng mà cái này là giá hơi chát nha. Nhiều, anh cứ nói giá. Cái này là hàng nhập từ Mỹ về, đợi phải 3 tháng trời nó mới về được. Lâu vậy hả? Nên rất là hiếm. Đó, thì cái này có giá là 5 triệu. Đồ cũ, đồ thanh lý mà 5 triệu gì cha? Thì đúng rồi, hàng nhập từ Mỹ về mà, hiếm nữa. Giá đó là đúng rồi. Mà còn có 180 nè. Trời, gì giỡn hoài cha, 180 mua được gì? Bây giờ 180 chắc mua được cái này quá nè. Chứ sao mua được cái này? Ở đây bèo bèo mấy cái hàng rẻ này cũng phải 5 xị đổ lên chứ, làm sao mà mua được. Giỡn hoài trời. Làm sao? Tôi mua cái này. Không được. Tôi hỏi giá tôi mua trước rồi mà. Nhưng mà anh trả tiền chưa? Nếu mà anh chưa trả tiền thì tôi có thể tôi mua được mà. Đúng rồi. Anh này mới hỏi à, chưa trả tiền. Ê, không phải là chưa trả mà là sắp trả nha. Nhưng mà anh bán cho tôi rồi không được bán cho cổ. Ủa anh mắc cười quá. Vậy giờ anh có tiền anh trả không? Không trả thì để tôi mua. Rồi bây giờ vậy đi. Dù gì á thì anh cũng đến đây trước, thì tôi sẽ ưu tiên bán cho anh. Đúng. Đó. Nhưng mà với điều kiện là anh phải đưa tiền được thì tôi mới bán cho anh. Còn bây giờ nếu mà anh không đưa được thì tôi bán cho chị nãy. À vậy thôi chị lấy đi. Không, từ từ anh. Tôi đang suy nghĩ chứ. Không phải là không có tiền, nhưng mà tiền để nhà. Anh chờ tôi 30 phút đi. Tôi quay lại rồi tôi sẽ hút cái này. Anh hứa uy tín là không được bán cho người ta nghe chưa? Rồi, vậy chị ráng chờ nha. Rồi nhanh đi nha, không có tiền là tôi mua đó. Rồi, 30 phút nữa anh làm ăn phải uy tín đó, không được bán cho cái con này đó. Ok. Đi đi. Bà cất ở đâu rồi ta? Không có là tiêu luôn á. Trời ơi. Nhiều đây. Mà đổi đóng kia chắc chắn là lời. Đủ nha. Rồi, ok. Nói chung là từ bây giờ thì là lò vi sóng này là của anh. Rồi, xin lỗi cưng nha. Của anh này rồi. Lần sau á có nhập cái lô hàng nào về á mà ngon lành gọi điện cho nghe. Nhớ nha, lần sau nhớ gọi cho em đó. Rồi biết rồi. Anh á, anh sướng thiệt luôn á. Anh giành được cái này. Chứ cái này là hàng hiếm lắm luôn á. Không may bây giờ anh bán lại cho em đi. Nhiều? 10 triệu. Yeah. Thằng đó công nhận ngu thiệt. Tham thì thâm. Dũng đi em. Dũng đi. Nó quay lại chết. Nhanh lên. Công nhận mình giỏi thiệt. Thời tới cản không kịp rồi Vũ ơi. Nó rạ như đâu á trời ơi. Dạ. Mày đem cái này về làm gì? Nhà mình có nấu nướng gì đâu mà đem cái này về nhiều. À, cái này nè, con bồ của tôi á, nó thích làm bánh, tôi mua cho nó. Tưởng nuôi cho mấy chục năm, tưởng được nhờ lưng dài da vọng giờ lo cho gái. Thì có gì đâu, thì lo cho gái là bạn gái tôi, sau này nó cũng về, nó làm dâu của bà. Trước sau cũng như một thôi, có mất mát là chuyện so đo chi trời. Tao không phải so đo. Nhưng mà mày nghĩ đi, mày về nè, mày không lo học cái nghề, mày đi mua ba cái đồ linh tinh này nè. Rồi mày sống mặn gì mà mày đòi lo cho bạn gái, rồi về làm dâu cho tao. Mệt quá, đừng có càm ràm nữa. Bây giờ lớn rồi, cuộc sống của tôi tự quyết định, không cần mà lo gì hết á. Thôi, được rồi, tao để cho mày tự lo. Gì nói nữa, mệt phiền phức dễ sợ. Trời đất ơi, Vũ ơi trời. Gì vậy? Vũ ơi. Gì mà làm sụm trời? Tiền vàng của tao để trong tủ nó mất hết trơn rồi. Tiền vàng ai biết, để đâu?
mày lấy, mày có lấy không, mày trả lại cho tao đi. Đi đâu mà lấy trời, biết ở đâu mà lấy. Trời ơi là trời, mày biết cái số vàng đó tao để dành để sau này á, mày lớn lên mày cưới vợ tao đưa cho mày làm ăn. Bây giờ mất hết trơn rồi nè. Mày có lấy không, mày trả lại cho tao đi. Khoan, dừng lại chút xíu coi. Bà nói là bà để dành cái số vàng đó bà cho tôi. Hả? Để sau này tôi cưới vợ. Thì đúng rồi, trước sau thì nó cũng là của tôi rồi, tôi lấy trước, ứng trước đi, có gì đâu. Không có được, bây giờ mày chưa có làm nên sự nghiệp gì hết trơn. Rồi mày lấy hết rồi sau này tiền vàng đâu mà đi cưới vợ. Bây giờ mày học cái nghề đi, rồi mày nên thân nên hình đi, rồi lúc đó rồi tính. Mệt bảo nó nhiều quá, trước sau thì cũng là của tôi thôi. Gì có phiền nữa. Bây giờ mày đứng lại đó. Mày đứng lại. Cái mặt mày. Quay. Chỗ ơi. Trời ơi thiệt hả anh, hôm nay em mua thoải mái luôn hả? Em cứ lựa thoải mái, không cần nhìn giá gì chứ, mọi chuyện anh lo. Trời ơi sao nay anh giàu quá vậy? Cái chuyện đó em không cần quan tâm, bây giờ em thích cái nào là lụm cái đó, thử với anh luôn. Vậy bây giờ mình lựa đồ xong rồi mình đi Đà Lạt chơi nha. Đi luôn, đi Đà Lạt, đi vài ngày về. Dạ cảm ơn anh yêu. Đi, anh thấy cái đỏ này đẹp. Ôi cái này đẹp nè anh. Nhìn cái này luôn nè. Lấy hết luôn á. Trời ơi thích quá à. Rồi tính tiền giùm em đi. Dạ. Đi Đà Lạt á, lên trển á. Dạ anh chị. Có anh chịu hết 5 triệu à. 5 triệu hả? Dạ. Cầm đi em, coi kiểm có đủ đồ không nha. Dạ. Đây. Dương như bo luôn á. Đi à. Khoan anh ơi. Dạ. Đây là tiền giả. Giỡn mặt hay sao tiền giả được? Anh ơi em làm thu ngân lâu lắm rồi, em biết là tiền nào tiền giả, tiền nào tiền thiệt hết anh. Ủa nhưng mà anh kiểm tra kỹ chưa? Dạ kỹ rồi anh. Dạ đây. Dạ đây là tờ tiền thật. Khi anh rờ vào á sẽ cảm nhận được độ nhám của nó. Còn tiền giả anh rờ vào ở trân tru à, không cảm nhận được đâu. Dạ, cho tôi gửi lại. Giờ tính sao đây anh? Thôi trả cho người ta đây chứ, cái này là tiền giả rồi. Chứ anh đâu còn tiền khác đâu bù vô. Ây da, anh khốn nạn thiệt luôn á. Từ đó giờ tôi quen anh, anh chưa mua được cái gì cho tôi luôn á. Thiệt tình, chia tay đi. Em từ từ anh mua lại mà. Nguyệt. Khung nè. Tao mà bắt được hai đứa bay là tới số sao. Ủa mẹ mình mà. Nó làm như trai kiếm tiền mua vàng để mình lấy luôn á trời. Thằng trời đánh, sao mày ở đây? Mày không đi luôn đi. Bà nói đi. Bà đi lượm ve chai, bà kiếm tiền và mua vàng để cho tôi lấy phải không? Thì bình thường ai mướn tao làm cái gì thì tao làm. Còn thời gian rảnh thì tao đi lượm ve chai, tao tự nuôi cái thân già của tao. Còn mày già cái đầu vậy đó, mày không biết đi kiếm cái gì làm. Mỗi ngày mày cứ báo tao không mà. Tôi xin lỗi bà nha. Tôi biết đó giờ tôi báo bà không à. Tôi không có lo làm ăn cho tôi làm cho bà buồn. Giờ lần này mẹ cho con cơ hội. Con hứa là con đi làm kiếm tiền. Con đi học nghề hớt tóc. Con đi làm mà con để dành tiền con mua vàng để con trả cho mẹ được không? Mẹ cho con cơ hội đi. Bữa nay ai nhập mày vậy? Hả? Không có ai nhập con hết á. Con lấy phần gì? Con sốt. Con nhận con nha. Cho con cơ hội, con hứa con không có làm cho mẹ buồn nữa. Thì mày nói thiệt không? Con nói thiệt. Nếu mà mày biết suy nghĩ như vậy á thì tao mừng lắm. Gắng mà đi kiếm cái nghề học để lo cái thân mình. Tao đâu có sống đời mà lo cho mày hoài được đâu. Mày mà biết nghĩ vậy á, tao yên tâm lắm rồi.